Xin chào tất cả các bạn. Thì tiết trước chúng ta đã ôn tập phần monosaccharides. Thì tiết này chúng ta sẽ tiến hành làm một số câu trắc nghiệm có liên quan tới monosaccharides trong đề thi đại học từ trước đến giờ nhé. Thì chúng ta qua câu số 1. Câu 1: để chứng minh trong phân tử của glucose có nhiều nhóm hydroxyl, người ta cho dung dịch glucose phản ứng với. Câu A: đấy là COOH 2 lần trong NaOH đun nóng. Câu B là dung dịch AgNO3 hoặc Ag2O trong dung dịch NH3 đun nóng. Câu C, đấy là COOH 2 lần ở điều kiện thường. Và câu D là kim loại natri. Ở câu này chính là đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng ở khối A năm 2007. Thì đối với câu này các bạn nhìn này, để chứng minh trong phân tử của glucose có nhiều nhóm hydroxyl. Ở đây nhóm hydroxyl chính là tên gọi của nhóm OH. Thì nhiều nhóm OH đúng không? Chính là phản ứng của ai đây? Của COOH 2 lần ở điều kiện thường. Và những hợp chất có nhóm OH kề nhau, nhiều nhóm OH kề nhau thì nó phản ứng với COOH 2 lần ở điều kiện thường cho ra hiện tượng là phức máu xanh lam. Đáp án đúng ở đây là câu C. Chúng ta cùng nhau xét đáp án còn lại nhé. Thứ nhất, câu A là COOH 2 lần trong NaOH đun nóng. NaOH này chính là môi trường kiềm đấy các bạn ạ. Thì COOH 2 lần trong môi trường kiềm đun nóng thì chứng tỏ rằng glucose nó có nhóm aldehyde hay là nhóm CHO. Tương tự với câu A thì câu B là AgNO3 trong dung dịch ammoniac đun nóng. Đây chính là phản ứng của nhóm CHO. Hiện tượng của phản ứng này đấy là kết tủa máu trắng bạc. Đối với câu A thì hiện tượng là kết tủa màu đỏ gạch là Cu2O. Câu D là kim loại natri. Trong glucose nó cũng tác dụng được với kim loại natri bởi vì nó có nhóm OH này. Tuy nhiên chỉ cần một nhóm OH thôi là nó có thể phản ứng được với kim loại natri rồi và nó giải phóng khí hydro. Đấy. Vậy đáp án đúng của câu 1 là câu C. Chúng ta cùng qua câu 2. Ở câu 2, thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucose có 5 nhóm hydroxyl? Đây cũng là một cái câu tương tự với câu 1 vậy. Và câu này là câu lấy từ đề thi tuyển sinh đại học khối B năm 2012. Đáp án A, ấy là khử hoàn toàn glucose thành hexan. Đáp án B, cho glucose tác dụng với COOH 2 lần. Đáp án C, đấy là tiến hành phản ứng tạo este với anhydrid acetic. Đáp án D là thực hiện phản ứng tráng bạc. Vậy thì đối với câu này chúng ta cùng phân tích từng đáp án một nhé. Đáp án A, khử hoàn toàn glucose thành hexan. Thì chúng ta biết rằng hexan là mạch có 6 nguyên tử carbon, đúng không? Và mạch hở. Vậy khi khử hoàn toàn glucose mà tạo thành hexan, điều này chứng tỏ rằng glucose có 6 nguyên tử carbon và mạch hở. Ở câu B, cho glucose tác dụng với COOH 2 lần. Thì đối với COOH 2 lần thì nó cho hiện tượng màu xanh lam. Điều này nó chứng tỏ rằng là glucose có nhiều nhóm OH kề nhau, chứ nó không chứng tỏ rằng glucose có 5 nhóm nhé. Vậy câu B này là chứng minh rằng glucose có tính chất của polyancol mà thôi. Đấy, là có nhiều nhóm OH kề nhau. Câu C, tiến hành phản ứng tạo este với anhydrid acetic. Thì chúng ta khi tiến hành phản ứng tạo este với anhydrid acetic thì glucose sẽ tạo thành este năm chức. Đây chính là đáp án đúng của câu này. Câu D, thực hiện phản ứng tráng bạc. Thì khi thực hiện phản ứng tráng bạc, chúng ta lúc nãy câu 1 chúng ta nói rồi, phản ứng tráng bạc đấy là phản ứng với AgNO3 trong ammoniac.
Rồi, đây chính là đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2013. Thì cô xin nói lại một tí nhá. Để phản ứng được với COOH2 lần ở điều kiện thường thì các hợp chất nó phải có nhiều nhóm OH kề nhau. Bây giờ chúng ta cùng xét từng đáp án một. Đáp án A, ethylene glycol. Đây chính là công thức của đáp án A là ethylene glycol. Thì các bạn biết là rằng ấy, ethylene glycol ấy thì nó có hai nhóm OH kề nhau. Đây là công thức của ethylene glycol. Nó có hai nhóm OH này liên kết ở hai carbon kề nhau. Cho nên ethylene glycol nó phản ứng được với COOH2 lần. Đáp án B là glycerol. Đây là công thức của glycerol. Glycerol nó có ba nhóm OH kề nhau cho nên nó phản ứng được với COOH2 lần. Anconetylic. Anconetylic này, CH3, CH2OH nó chỉ có một nhóm OH thôi. Cho nên đáp án A nó không đúng là bởi vì anconetylic nó không phản ứng được với COOH2 lần. Đối với đáp án B, glucose, đây là công thức của glucose và glucose nó có 5 nhóm OH kề nhau. Cho nên glucose phản ứng được với chất này. Glycerol thì chúng ta đã xét lúc nãy rồi. Còn saccharose, đây là công thức của saccharose. Các bạn nhìn này, saccharose có các nhóm OH kề nhau, cho nên nó phản ứng được với COOH2 lần. Câu C là glucose, chúng ta đã xét là nó có 5 nhóm OH kề nhau. Glycerol tương tự như vậy, nó có 3 nhóm OH kề nhau. Metin acetat, đây chính là công thức phân tử, công thức cấu tạo của metin acetat và nó không có nhóm OH, cho nên nó không phản ứng được. Câu C nó sai bởi vì là có metin acetat. Câu D, đấy là ethyl acetat. Đây chính là công thức của ethyl acetat, nó là ST và nó không có nhóm OH, cho nên nó không phản ứng được với COOH2 lần ở điều kiện thường. Câu số 8. Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? Câu A, đấy là saccharose. Câu B, cellulose. Câu C, tinh bột. Và câu D là glucose. Đây là đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Vậy này, người ta chia carbohydrate ra thành 3 loại, đúng không? Và loại nào chỉ có monosaccharide là nó không phản ứng thủy phân thôi. Còn loại disaccharide và polysaccharide đều tham gia phản ứng thủy phân. Rồi. Ở câu A là saccharose. Saccharose thì nó là disaccharide vì vậy nó tham gia phản ứng thủy phân và nó thủy phân thì nó tạo thành hai gốc monosaccharide. Câu B là cellulose. Cellulose thì nó tham gia thủy phân và khi thủy phân thì nó tạo thành nhiều gốc monosaccharide. Tương tự như vậy, câu C là tinh bột. Các bạn lúc nãy các bạn học điều chế glucose rồi đúng không? Tinh bột nó thủy phân tạo ra glucose. Đây chính là phương pháp để điều chế glucose trong công nghiệp. Và câu ở đúng ở đây là glucose. Glucose là monosaccharide. Câu tiếp theo là câu số 9. Câu số 9, fructose là một loại monosaccharide có nhiều trong mật ong, có vị ngọt sắc. Công thức phân tử của fructose là A, đấy là C6H12O6. B là C6H10O5 tất cả N lần. Câu C là C2H4O2 và câu D là 10C12H22O11. Đáp án đúng ở đây là câu A. Đối với câu B thì C6H10O5 đây là nếu như nó là nhóm polysaccharide thì nó là công thức chung của tinh bột hoặc cellulose. Còn câu C, C2H4O2 thì có thể nó là công thức của axit acetic.
Và câu D là C12H22O11, nếu nó là của nhóm carbohydrate thì nó là công thức của saccharose, cũng có thể là công thức của maltose. Chúng ta cùng chuyển qua câu số 10 là 0,9 gram glucose tác dụng hết với lượng dư dung dịch bảng nitrat trong ammoniac thu được m gam bạc. Giá trị của m là A 11,08, B 10,8, C là 0,54 và câu D là 0,054 gam. Đây chính là đề thi tuyển sinh đại học của B năm 2009. Bây giờ đối với bài này thì cô xin được giải như sau. Đầu tiên là cô tính số mol glucose. Số mol glucose là bằng khối lượng trên m lớn của glucose. Khối lượng ở đây đề cho là 0,9 này. M lớn của glucose các bạn tính ra được là 180. Và 0,9 trên 180 là 0,005 mol. Và cô có phương trình như sau. Glucose khi nó tráng bạc thì nó tạo ra 2 Ag. Rồi, vậy nè, ở đây cô có số mol glucose là 0,005 mol. Suy ra bạc là 0,005 nhân 2 là 0,01 mol. Và cô tính khối lượng của bạc là số mol nhân m lớn. Số mol ở đây là 0,01 và m lớn là 108, cho nên khối lượng của bạc là 1,08 gram. Đáp án đúng ở đây là câu A. Rồi. Đây là nội dung của bài giảng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.